Xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Em Lợi lại giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị em đang xem video một cái chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008, biển 4 số, một chủ từ đầu. Đấy, một cái chiếc xe 7 chỗ mà rất chi là đẹp được quý anh chị ạ. Tên tư nhân biển Hà Nội nhá. Màu đen, biển 4 số, một chủ từ đầu 30M61122. Toàn bộ xe thì khá là ok. Đấy, với một cái chiếc xe mà hộp số tự động phục vụ gia đình cho quý anh chị ngồi rộng thoải mái, và xe SUV thì đi đường trường cực kỳ khỏe mạnh với thương hiệu của em Ford Everest. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Về ngoại thất thì về phần bên ngoài của chiếc xe thì đánh giá là đồng vỏ sơn, không có mục mọt gì. Và xe thì cũng còn khá là nhiều sơn zin. Xe sử dụng động cơ máy dầu quý anh chị nhá. Khối động cơ máy dầu 2.5, đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Và toàn bộ kính đèn cốp trước cốp sau thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra, đều khẳng định với quý anh chị là không có thay thế kính zin của hãng Ford, không có đâm đụng tai nạn, máy số là nguyên và chưa làm lại hơi. Đấy, xe lốp láp cực kỳ dày. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Các bác nào có nhu cầu bán xe ủng hộ em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Từ các cái phần lốp láp của chiếc xe cũng khá là đẹp và nguyên gai cực kỳ dày. Đấy, vâng, và rồi em Lợi vừa quay về cái phần ngoại thất bên ngoài cho quý anh chị xem tất cả các cái phần. Đây là cái phần đèn pha của chiếc xe này, đấy, cực kỳ đẹp, và bao đời sốc phía trước của chiếc xe nguyên zin, và la răng của chiếc xe là la răng 6 chấu. Và toàn bộ cái phần đây là cái phần lốp của chiếc xe cực kỳ đẹp, bậc lên xuống của chiếc xe là nguyên bản này. Đèn pha của chiếc sáng và đều đẹp. Đấy, hai bên gầm của chiếc xe quý chị nhìn này, gầm này, lốp này, đấy, ba đợt sốc này, khá là đều và đẹp. Toàn bộ xe khung gầm không chảy dầu gì. Với phần đầu của chiếc xe thì hai bên đèn pha đều nhau. Đấy, quý anh chị xem xe cũ mà nếu như mà thấy một cái chiếc đèn pha bên phải hoặc là bên trái nó sáng hơn hoặc là so với bên kia thì 99% là bị có vấn đề thay thế. Và mọi xe thì quý anh chị cứ lấy đối xứng giữa hai giữa cái tâm xe sang xem hai bên nó đều nhau là chuẩn, là một cái chiếc xe nó đạt độ hoàn hảo và không bị đâm đụng tai nạn là cao. Đấy, đây là toàn bộ các cái kính đèn của chiếc xe này, Ford 2008 số 8 nhá, theo năm sản xuất của chiếc xe. Tất cả các cái kính thì đều zin hết như nhau. Đấy, thông số kính trên xe đều phải là một thông số, và tất cả các cái tay nắm cánh cửa này, mạ chrome này, chứ không phải là một bên thì mạ một bên không. Đấy, nên là quý anh chị lưu ý xem xe cũ. Có một số chi tiết mà em Lợi chia sẻ với các bạn có nhu cầu mua xe nên kiểm tra về cái phần tai nạn gặp nước. Còn về phần pháp lý thì chắc chắn phải kiểm tra về thằng nguội và kiểm tra về các cái phần tranh chấp kiện tụng là rồi rút hồ sơ được ra. Đây, toàn bộ cái phần đèn hậu của chiếc xe là nguyên zin. Lốp đây. Đấy, toàn bộ gầm phía sau này cực kỳ đẹp.
Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này, toàn bộ nội thất bên trong. Đấy, nỉ tắp ly là nguyên zin. Và toàn bộ các cái phần tay nắm tắp ly này, cánh cửa này. Đấy, vô lăng củ số của chiếc xe khá là đẹp. Với các cái phần bóng khí của chiếc xe là hai bóng khí là nguyên bản này. Bên em Lợi đã kiểm tra từ các cái bóng khí này nó đều nó khít. Và cắm máy test kiểm tra thì bóng khí là nguyên zin. Đấy, xe sử dụng hộp số tự động nha quý anh chị ơi. Đây là hộp số tự động này. Vô lăng 3 chấu, 4 chấu của chiếc xe và được khâu ra. Đấy, ghế của chiếc xe là ghế nỉ màu kem từ đầu. Với ghế nỉ màu kem thì cũng khá là đẹp. Đấy. For Everest. Vâng, em Lợi đang giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu mua xe ô tô đã qua sử dụng. Một cái chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008, số tự động. Xe được trang bị hai dàn điều hòa độc lập nhé. Đây là cái phần ghế phía sau của chiếc xe này. Xe 7 chỗ ngồi. Ghế phía sau của chiếc xe đây. Từ các cái phần táp ly ghế phía sau này, dàn điều hòa phía sau và trần của chiếc xe này khá là đẹp. Đánh giá một cái chiếc xe Ford Everest đẹp. Đây. Toàn bộ cái phần khung cột bên phụ và cánh cửa bên lái của chiếc xe đều nguyên bản hết. Đây là toàn bộ cái khoang động cơ này. Đấy. Tất cả khoang máy, khoang động cơ rất là đẹp nhá. Từ các cái máy là khô ráo không chảy dầu gì. Tem mác là nguyên zin. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008, số tự động, máy dầu, màu đen, biển 4 số, một chủ từ mới. Anh chị em nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn.